Chiều ngày 3 tháng 10, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tại các chốt đã phát hàng trăm phần quà là sữa, nước suối, khẩu trang, bình xịt khuẩn cho người dân miền Tây trên đường về quê khi qua các chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Bình Dương, Long An. Tại chốt kiểm soát ở cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chi đoàn của đội cảnh sát giao thông Bình Triệu phối hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 500 phần quà cho người dân miền Tây có hoàn cảnh khó khăn đi xe máy lưu thông qua chốt để về quê. Mỗi phần quà gồm 1 lốc sữa, 2 chai nước suối, 10 khẩu trang, 2 bình xịt cồn khử khuẩn. Bên cạnh đó, lực lượng cũng nhắc nhở người dân phải tuân thủ luật an toàn giao thông và quy tắc 5K. Tương tự tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, giáp tỉnh Long An, do đội cảnh sát giao thông Tân Túc quản lý, chốt kiểm soát G6 do đội cảnh sát giao thông An Sương quản lý đã phát nước cho người dân về miền Tây khi qua chốt.